phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội thêm lần nữa thì là lỗi của tôi rồi. Ở đây cho tôi hỏi, có ai đã từng yêu và cũng từng bị phản bội hay không? Trong tình yêu thì điều cấm kỵ nhất đó là sự phản bội. Nếu chẳng may bị người yêu phản bội, tốt nhất là nên đá anh ta ra khỏi cuộc đời của bạn. Đừng vì lụy tình mà thương hại, tha thứ mà bỏ qua cho anh ta lần này đến lần khác. Câu nói trên cũng là giới hạn của sự tha thứ. Chúng ta đều biết như vậy và kiên quyết sẽ phải là như vậy. Khi mà hoàn cảnh đó rơi vào cuộc đời của mình thì làm được điều đó không phải là dễ, nhất là khi giữa bạn và anh ta có một mối ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân và con cái. Vì thế, rất là nhiều người trong chúng ta thường là vì còn yêu mà chấp nhận tha thứ cho đối phương khi mà họ thay lòng. Vì không thể từ bỏ nên là níu kéo một người đã bước qua khỏi ranh giới của tình yêu mà họ yêu một người khác và chà đạp lên sự tôn trọng cần thiết trong chuyện tình cảm. Nhưng mà bạn ơi, khi mà anh ta đã phản bội bạn, tức là không còn tôn trọng bạn nữa, trân trọng cái tình yêu của cả hai người nữa. Người đàn ông thật sự yêu bạn và trân trọng tình yêu của hai người sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà dễ dàng phản bội. Tiếp tục tha thứ có nghĩa là bạn đang cho anh ta một cơ hội để làm tổn thương trái tim bạn thêm nhiều lần nữa. Trong tình yêu, sự phản bội, tha thứ lần một là do tình cảm, nhưng lần hai thường là do tình thương. Nhưng lần thứ N thì đó là nhu nhược. Đàn ông lằng nhằng vốn tham lam, không biết bao nhiêu là đủ. Dù bạn có cố gắng thế nào, có đem lại hạnh phúc cho anh ta bao nhiêu, thì anh ta vẫn ngựa quen đường cũ. Vấn đề không phải là bạn không đủ tốt, mà là do anh ta luôn thèm khát sự mới lạ. Với những người cả thèm chóng chán như thế thì bạn chẳng thể nào giữ chân anh ta mãi mãi được. Bạn cũng không thể nào ghen với tất cả những người phụ nữ xung quanh anh ta được. Tình yêu như vậy là quá sức mệt mỏi và áp lực. Tình yêu không phải là một cuộc chiến dai dẳng như thế. Tình yêu là nơi bạn được yêu và trân trọng giá trị của bản thân mình, tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vì thế, trong tình yêu, nếu mà bị phản bội, hãy can đảm và kiêu hãnh chia tay người đàn ông tồi tệ đó để tìm cho mình một người đàn ông thực sự biết yêu và biết trân trọng giá trị của bạn. Nếu biết đã lựa chọn yêu sai người thì cũng là lúc phải dừng lại, lựa chọn người xứng đáng hơn, lựa chọn một tình yêu phù hợp hơn, lựa chọn cho mình một cuộc sống xứng đáng hơn. Vậy liệu có sự tha thứ bao dung cho sự phản bội? Đó là có. Nhưng yêu thương hay là tha thứ của đàn bà cũng chỉ nên giới hạn bằng đúng sự trân trọng của người đàn ông bên cạnh mình. Đó là khi anh ta lần đầu tiên phạm lỗi vì hai vợ chồng không có ở cạnh một thời gian dài. Là sau khi chúng ta cho nhau một khoảng thời gian riêng để suy nghĩ về cái mối quan hệ này. Nhưng anh ta vẫn thường quan tâm, làm mọi cách để níu giữ cuộc tình, cuộc hôn nhân, chứng tỏ cho bạn và cả thế giới thấy
Lần lầm lỡ đó của anh ta chỉ là lỡ lầm. Đặc biệt là khi bạn thật sự còn yêu, chứ không phải níu kéo vì sự tự tôn, níu kéo vì sợ không ai lo cho mình, níu kéo vì muốn trả thù. Sự tha thứ hãy bắt đầu bằng việc các bạn gạt bỏ, cùng nhau làm lại từ đầu và tuyệt đối không nhắc lại quá khứ. Vì thế, đừng nên phản bội trong tình yêu. Nếu mà các bạn phản bội trong tình yêu của mình, thì chính các bạn đã đánh mất đi một hạnh phúc mà bạn không thể nào tìm thấy được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio của mình. Chúc mọi người hạnh phúc.